At 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Tại đây chúng tôi liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Bây giờ xin được chuyển sang những nội dung đáng chú ý. Á hậu Thùy Dung bị ép lấy chồng, chuyện gì đây? Vâng, thưa quý vị và các bạn, gia nhập đường đua phim ảnh 2024, ước mình cùng bay, tung những thước phim đầu tiên. Bộ phim có sự xuất hiện của Á hậu Thùy Dung và diễn viên Trịnh Thảo trong vai nữ chính. Là một trong những dự án trọng điểm do Vietron sản xuất, dự kiến phát sóng đầu năm 2024. Ước mình cùng bay do đạo diễn Phan Đăng Di chỉ đạo và biên kịch Nguyễn Khắc Ngân Vi chấp bút. Lấy bối cảnh xóm ngụ cư nhỏ và những năm đầu thế kỷ 21, phim là hành trình về số phận của những người con mong muốn thoát nghèo. Họ buộc phải bước vào cuộc sống mưu sinh với nhiều ước mơ, hoài bão và mất mát. Trong phim, Á hậu Thùy Dung đảm nhận vai Ngân, cô nàng 20 tuổi, xinh đẹp, nết na, thông minh và có một tình yêu tha thiết với Hoàng Thanh Mai Trúc Mã. Tuy là con gái nhà nghèo, nhưng Ngân được ba cô là ông Hợp, diễn viên Nguyễn Hà Phong hết mực cương chiều, nuôi nấng như một tiểu thư. Á hậu Thùy Dung lấn sân sang diễn xuất. Thước phim đầu tiên First Look được công bố gây xúc động, khắc họa sự đau thương khi Ngân bị gia đình ép cưới chồng. Trong bộ váy cưới đỏ rực rỡ, cô dâu mới có chút đượm buồn và lo lắng cho tương lai. Phim là câu chuyện về Ngân, một cô gái đẹp, học giỏi và thùy mị, luôn nhận được sự cưng chiều từ cha mẹ, và Nhi, cô gái hậu đậu nhưng chứa đựng ước mơ lớn lao là trở thành tiếp viên hàng không. Poster của phim hiện lên hai chị em Ngân và Nhi ngồi trên một chiếc xích đu treo lơ lửng giữa bầu trời xanh với gương mặt hướng về phía mây trắng và tương lai. Sự tương phản giữa hai nhân vật cũng được thể hiện qua trang phục và biểu cảm. Ngân với vẻ ngoài điềm đạm, truyền thống, trong khi Nhi năng động, trẻ trung với giấc mơ bay cao. Dựa trên hình ảnh và thông điệp từ poster, dòng chữ "Sẽ là ai đong đưa hạnh phúc" có thể được hiểu là một câu hỏi đặt ra về việc ai sẽ là người nắm giữ và quyết định hạnh phúc trong cuộc sống của mình, đặc biệt là trong bối cảnh của hai nhân vật chính có hoàn cảnh và mục tiêu khác nhau trong cuộc sống. Câu hỏi "Sẽ là ai đong đưa hạnh phúc" trong Ước mình cùng bay ám chỉ đến sự lựa chọn và tìm kiếm hạnh phúc cá nhân của Ngân và Nhi khi cả hai đều muốn thoát khỏi cuộc sống nghèo khó và theo đuổi ước mơ của riêng mình. Đây không chỉ là khám phá về hành trình cá nhân mà còn có thể phản ánh sự lựa chọn của cả cộng đồng trong khu ngụ cư nghèo mà họ đến từ đó. Nó đặt ra một câu hỏi lớn hơn về việc làm thế nào mỗi người trong cộng đồng đó có thể tìm thấy hạnh phúc của mình trong bối cảnh khó khăn và liệu sự lựa chọn của họ có thể tác động như thế nào đến cuộc sống tương lai của họ và của những người xung quanh họ. Những hình ảnh đầu tiên trong First Look và Teaser 1 của Ước mình cùng bay cho thấy sự đấu tranh giữa ước mơ và hiện thực đời sống giữa những người trẻ trong xóm ngụ cư nghèo, tạo ấn tượng thị giác mạnh và làm bật lên được tinh thần chung của bộ phim. Không ai có thể nắm bắt ước mơ của bạn ngoại trừ chính bạn. Hạnh phúc của mình phải do mình tự định đoạt. Đó là thông điệp sâu sắc mà bộ phim Ước mình cùng bay muốn truyền tải đến khán giả. Những thông tin này cũng đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Quý vị hãy like, share và subscribe kênh News 247 để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.